Quận ủy Cái Răng tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 và mừng xuân Giáp Thìn 2024. Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy Hậu Giang, huyện Châu Thành và quận Cái Răng qua các thời kỳ, quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đến dự. Bí thư quận ủy Cái Răng Nguyễn Văn Sử phát biểu khẳng định, 94 năm qua, bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, Đảng đã lãnh đạo quân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Đảng bộ quận Cái Răng luôn quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ các cấp ủy thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12 và kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Quận ủy Cái Răng đã lãnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm 2023, nổi bật như phát triển 131 đảng viên mới đạt 100%, giá trị sản xuất ước thực hiện gần 45.500 tỷ đồng, tăng hơn 7.000 tỷ so năm ngoái, đời sống nhân dân nâng lên với mức thu nhập bình quân 80 triệu đồng một người mỗi năm. Dịp này, quận ủy Cái Răng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho 31 đảng viên, trong đó có hai đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, một đồng chí 60 năm tuổi đảng.